Lâu lâu anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại vào channel của Z. Để tăng sao à? Ôi trời ơi, đã cái chế độ này rồi. Chế độ này xong rồi anh em cứ lắp thẻ sớm. Lắp thẻ sớm, lấy con Thane 2, lấy con Von Cat 2 xong rồi anh em đánh một cách thật là nghiêm túc là cái chế độ này nó cũng ok cho anh em ấy chứ. Nhưng mà mình hay chơi cái trò lắp thẻ tăng sao muộn lắm anh em, đa phần để làm clip thôi, rồi lắp vào lấy con gì ba, lấy con gì các thứ tạo content thôi anh em, là mình cũng thích cái chế độ này lắm. Thế làm sao mình cũng chơi thử ra anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em sau cái chuyện thua nhé. Thôi bye bye. A few moments later. Hello anh em, đây là mình sau chịu thua. Mình đang có chưa có gì lắm, nhưng mà có Facebook hung tàn thì mình đang hơi cân nhắc để mình đánh thú thôi. Đang khá là ưu tiên đánh thú. Diu làm con diu còn hơi thú đi. Tám năm tám bảy tám năm thì chắc mình sẽ cố gắng thua một trận nữa nhé. Chắc là trận này từ diễn thua, nhìn tướng mình khá là yếu nên là yếu nhớt. Anh em mới đánh mấy con quái em lâu nhất bản đồ mà. Thú chắc luôn, trời thú chắc luôn. Ít thua một trận nữa nhá, cho nó uy tín nhé. Thua thêm trận nữa anh em ơi, thua được, tự tin là thua được luôn. Bắt đánh lên luôn đi, thằng nào cũng thua. Thêm con thú này hết bỏ nguyên tố nhé, cách thánh rồi còn chờ đợi gì nữa đâu. Có con quay tàu. Đừng nhờ mình còn gì đâu. Con quay tàu sẽ được thắng anh em ơi. À ừ nhập, bây giờ tướng mình đã khỏe rồi anh em ấy, giờ khéo thắng ấy nhỉ. Chắc là có thua được không vậy? Giờ anh em mới chết rồi, lỡ lỡ tay thắng rồi, mất cái top dưới rồi. Em muốn lấy thương quá nhỉ, nhưng mà ok, khá là uy tín anh em ơi. Khá là uy tín anh em ơi. Xin cái con teo nữa vào là hết ý anh em ơi. Chọn bóng này đi. PC à, hơi kỳ mà thôi tạm được. Xin 80 mana nó ulti. Chọn ulti được không? Một thương bắt đáy. Ok, gì? Lucy sẽ bị xiên luôn này. Lao ulti đẹp này. Tưởng khá khỏe. Thế trận này nó đánh cẩn thận nhé, thì nữa mình có con teo mình bốc búp lên teo 2 luôn, xong mình bốc tỉnh teo 3 luôn. Cũng hay anh em ơi, teo 3 đồ này. Thế cái này không hợp cho con teo lắm này, cái này con teo cũng đánh thường nhiều, cái này cho con cắt hoặc là cho con Vera thôi. Thắng cao trận đánh ma tộc thôi, gì ma tộc ấy à. Quan trọng là kiểu không muốn đánh teo lắm nhỉ, hay đánh con thêm 3 nhỉ. Ba được không? Thêm không có đồ gì nhỉ? Không tặng. Mà tộc kẹt thêm, thêm tăng sao. Thôi để lúc ấy tính anh em ơi. Bây giờ chưa tính được. Con Tule này thì cũng đứng hay bị trùng với cả con Floor á. Là mình phải đẩy con Floor sang góc bên kia anh em ơi.
kiểu này là công ty cứ trùng con floor bị mất đam. Yon à? Yon uy tín này. Không phải quá uy tín nhưng mà anh ấy cũng tạm tạm được. Cho nó bớt ông tàn đi. Biết đâu lại làm được trò sống gì anh em. Thường thì sẽ bắt con Yon im nhé. Vậy chẳng quan trọng. Bắt Yon đi cũng được. Lo xuyên luôn. Với mất bảo con Floor. Để con Floor bên kia. Không sao lỡ. Yon thánh đồ khỏe quá nhỉ. Các trận đánh thánh đồ đúng không nhỉ. Ý làm cái thẻ thú, thẻ ma tộc gì đấy. Làm trận thánh đồ được đấy nhỉ. Thêm giáp của mệnh nữa là mình là chơi thánh đồ được này. Ừ, cũng được đấy nhỉ. Ý tưởng hay. Ý tưởng hay. Roll thêm một phát. Có ít có này luôn. Ê nhưng mà PC đi tìm PC mua lại. Hợp lý lắm nhỉ, con Tulen xuống đây, nó nít xuống kia nhé. Do 14 con anh không đánh nhiều lắm đâu, mình đang cầm 2 con rồi. Được nha anh em ơi, được nha. Chơi được nha, xe neo không? Bỏ bắn thần rồi hơi sớm nhỉ. Hơi run tay nha. Chrissy không có, chết giá rồi. Chơi vẫn chơi được nhưng mà tịnh lắm nhỉ. Thua cũng được em ơi, thua một ván nhỏ nhoi thôi. Thua ván nhỏ nhoi cũng được anh em ơi, không quan trọng. Chúng ta để thua một tí. Quét nộ đẹp quá kìa. Không thua được anh em ơi, chưa thua được. Chưa thua được. Anh sẽ đập con Yon 3 sớm đi. Anh chưa Yon được em ơi, 3 đồ này đã uy tín cho Yon lắm rồi. Thêm giáp của mệnh nữa thì Chúa cứu được em. Crash à, hay cho Crash 2 đồ nhỉ. Con teo nhiều đam thế. Teo nhiều đam quá. Nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con quay tàu. Thánh đồ ngon hơn nhỉ. Thánh đồ ngon hơn. Đâu các bạn cần thương đâu nhỉ. Đấy mình nhìn một bạn cầm thương mà ở đâu bạn lại đâu nhỉ. Con này khỏe thế, nít già ulti chết cả đôi đi. Chết đôi rồi. Yon 1 hơi yếu anh em ơi. Được cái này Yon 1 nó hơi yếu. Cầm bắn Loman không ăn thua. Mà lốc à. Nhưng mà có một bạn cầm thương mà nhỉ. Mình nhớ là thế mà. À đây này. Lại cầm thương. Hai bạn cầm thương mà sao để không nhìn thấy thương nhỉ? Hay mắt mình lạc nhỉ? Hai bạn cầm thương được ở góc đáy bên này đúng không? Đúng không? Mình sẽ chơi kiểu này không? Mình muốn chơi kiểu này không nhỉ? Liều tí anh em ơi, chúng ta phải liều để thành công thôi. Liều thành công thôi.
liều một chút đi. Tại mình đang chơi đánh bạc ấy anh em, bởi vì mình đang yon một với teo một mà mình đã chơi thú rồi thì lẽ ra mình không được chơi đâu, nhưng mà mình xếp tướng bậy bạ một tí vậy, liều liều một tí vậy. Được anh em ơi, được đấy. Ấy ấy ấy, ấn nhầm, mua bán nhầm đấy, cần bán ít ít để đi nhá. Check phát nào, một thương mắt tên kia, mình vừa gặp bạn ấy rồi, còn bọn này thôi không? Bạn này không đổi chỗ là mình ok này, không đổi chỗ ok. À đổi chỗ, bạn này đổi chỗ. Nhưng mà không gặp mình, ok. Eo ulti thẳng đẹp, voi ulti chấp voi ulti, red nộ đẹp, yon hai sấy được em, hai sấy yên tâm liền. Khỏe mạnh lắm. Bây giờ mình muốn đánh 6 thú không nhỉ? Muốn đánh 6 thú phát, bây giờ mình có thể bỏ hai con này đi này, mình đánh 6 thú luôn, xong rồi cho sách thánh cho con con gì? Crest cầm. Sáng cao mình sẽ bỏ con Chrissy, mình lấy cái ma lớp 2. Lớp 2 là sẽ yên tâm hơn. Thế như mình thấy lớp Sephira mình không mua hay sao nhỉ? Hai con Yon, thắng Yon 3 sớm cũng được. Chuỗi thắng 2, 70 máu. Yon 3 sớm thì bố. Nhưng mà sao có thú à? Cho này ba đồ cho con teo cũng được em ơi, con teo sẽ sống khá là dai. Ma lốc thì ma lốc không khả năng sớm muộn nó cũng nhỏ có con thên từ nãy giờ, như mình thì mấy con thên nốt pha này nhá, nốt pha này để mình xem là gì nhỉ. Mình sẽ xem là phải đi ạ. Thử pha này đi ạ. Mình sẽ xem cái gì nhỉ? Từ từ mình kể nhé. Thêm bắt đáy bên này này. Mình sẽ xem là có thể thánh đồ, thẻ ma tộc với thẻ thú gì không thì mình sẽ chơi nhá anh em nhá. Còn nếu mà không có ba cái thẻ đấy thì khả năng cao là mình sẽ đánh 4 thú. Còn không mình chờ vòng 25, mà chờ vòng 25 lâu lắm em. Con này dịch thánh đồ này. Đứng yên này cho em. Không đứng yên vậy. Mất cái chuỗi thắng của mình rồi. Nào thẻ thánh đồ, thẻ ma tộc gì không? Những thẻ gì rồi? Thế thì chúng ta sẽ có hai cái này, một con thêm, một con teo. Teo lên một con thêm về này. Đúng không? Chuẩn bài chưa? Đã có truy hồn, một cái truy hồn rồi mà mình đã lấy thêm một cái ga đi. Ma lốc 2 này, chúng ta cho ma lốc này vào này. Và cho con thên này vào nhé. Ok chưa? Con thên này, ma lốc này sẽ cầm cái này và cầm cái này đi. Ok chưa? Con này sẽ đứng tanh ở đây đi. Giá Ignis ta cho cầm cái này cho già đi, con quét này đứng đây. Ok. Là chúng ta sẽ đánh 4 thú à? Được thôi, 4 thú thôi. Ma lốc còn 9 con, đã tìm thêm một tí ma lốc này. Ô. 11 con Yon này, chúng ta sẽ lên Yon 3 luôn không? Lên luôn đi anh em ơi. Đã lên luôn cho yên tâm đi. Rồi chúng ta sẽ eco lên 9. Ma lốc 3. Hay là ma lốc 3 nhỉ? Red này. Ây da, bình tĩnh nha, hết sức bình tĩnh nha. Về ra nhìn cho mang lốc nhá, lốc tanh góc bên kia. 11 con Yon cơ anh em, không cần đâu, thêm một tướng nữa mà là thêm con thên này,
xong rồi thêm một con từ nữa, thêm con ít nít nữa. Ok nhá. Con cát khá là sớm này. Ê được nhá. Chúng ta giờ lên 9 luôn nhỉ, hay chúng ta sẽ roll tiếp một vài con Yon nữa. Vậy không ai chơi Yon. Yon cũng còn giáp hộ mệnh này, Yon 2 cũng cánh khá là tốt này. Làm trận Yon 3 Malok 3 đi. Ngon ơ luôn ấy chứ. Ngon ơ luôn. Ừ, đã 4 thú rồi, khả năng lên Malok 3 đi, cho yên tâm. Yon này chắc lên được 3 đâu. 11 con này nhiều. Yeah. Thế, ê, con thê nữa, lại con thê nữa. Tạm biệt một con ít đi nhá. Chưa ra anh em. Tạm biệt hai con ít đi nhá. Chưa ra. Nhìn mặt con quy đó anh em ơi, hay quên quy phết. Thương, hai thương hai bên. Malok để ở giữa nhỉ, Malok này không có choi. Để giữa không yên tâm lắm. Malok để cánh bên đấy, thủ cánh bên đấy là được rồi anh em ơi. Úi xồi ôi, nhảy cho kìa, Malok 2 nhảy cho kìa anh em ơi. Không hề cố ý nhưng mà rất cố tình. Do này sắp lên rồi. Eco nhá, Eco vừa tìm tướng anh em. Eco vừa tìm chút. Đến lúc về Eco dần dần. Không tìm được lâu quá đâu. Lốc 3. Thêm mình cầm hai con này anh em ơi. Cầm hai con mình thêm con thêm được đấy. Thêm con thêm cho nó cầm cái đồ này. Cho nó cầm cái đồ này. Cho nó cầm cái đồ này nữa. Malok sẽ cầm một cái ngọc đạn. Trong mình có một cái ngọc đạn mình sẽ cho Nam Malok. Còn chưa cho được con thêm vào, mình sẽ cho con Kret cầm ngọc đạn. Dường tương lai rất là sáng lạn này anh em ơi. Nó rất sáng lạn đấy. Châm ngôn của mình thì vẫn là thắng thua không quan trọng, quan trọng là phải có tướng ba vàng thế thôi. Thua là phụ rồi anh em ơi. Càng nhiều tướng ba vàng mình càng thích. Thua là phụ thôi. Ê, trận này mà không được ba vàng là mình tiếc lắm ấy. Đứt ruột luôn đây. Thêm một con. Đang phải eco thôi anh em ơi. Chúng ta phải eco lên để cho con thê này vào thôi. Con cát cầm tạm đồ nhá. Cái này cho con cát thì trông không hợp lý lắm nhỉ. Sao cả. Cho con Vera cái này. Cho con này cái chạm mút không. Hồn máu liên tục không. Con này muốn vào lắm rồi đây, con thên này nó muốn vào lắm rồi đây mà không có chỗ anh em ơi. Mua con này về. Con cát nó nhảy ra phát này. Là cót này. Rất có Gaia con cho con Malok sẽ yên tâm hơn nhỉ. Malok sẽ sống dai hơn. Cái mút này chả để làm gì. Ôi trời ơi. À nó đang cho cái này cầm cái này đi. Yên tâm mà. Này cho crack đi. Fuck thịt. À con Vera vừa nãy không có kẹo mút. Kẹo mút đấy mình ném nhầm. Thêm đồ thủ đi. Đã thêm dép một mệnh cho con cát đã đi. Tín liền. 36 máu anh em ơi. Ta còn rất nhiều dự định đấy. Còn rất nhiều dự định đấy. Chưa thua được đâu. Một dự định đầu tiên này anh em ơi. Chờ một tí anh em ơi, không vội được. Rôn thêm một phát, biết đâu ra con giòn. Không ra. Rôn ra con giòn luôn nhỉ. Ê, nhiều dự định nhưng mà mình đau tim lắm anh em ơi. Tim lắm. Quét nộ luôn này, không có giáp hồ mệnh, không có choi gì này. Căng đét, con cắt phải nhảy được một phát này. Rồi. Cắt nhảy được này. Yon sấy được này. Malok cản được con thê bên kia này. Ok anh em ơi, vẫn sống rồi nhưng mà sống thấp thỏm thôi.
Dự định sắp đi tong rồi anh em ơi, dự định mình sắp đi tong rồi. Ôi trời, ông này tìm quá. Luôn luôn anh em ơi. Dạ cho con quy vào trước nhé. Quy trước lấy thánh đồ đã. Cho con thêm vào nhỉ. Dự định nó đang đến, những dự định nó đang đến anh em ơi mà không. Ta phải làm gì đây? Con cắt hai, con cắt hai, con cắt hai. Không sống được anh em ơi. Mà lúc đó roll từ từ ấy nhá. Chạm bút, chạm bút, chạm bút, chạm bút. Con cắt hai. Ôi má ơi, con cắt là tốt. Nếu để cho con thên ngon hơn không nhỉ? Con thên ngon hơn, con thên có đồ 40 mana kia nó bổ luôn. Thên ngon hơn nhỉ? Thên ngon quy không? Nhưng mà có quy có thêm thánh đồ mình mới giết được mấy con von cát này. Mỗi một con von cát, hai con von cát thôi mong mình gặp bạn nào, mình gặp bạn đi xem bờ mong trận sau là mình gặp một con von cát đấy. Phải giữ con quy lại đấy anh em. Tiếc cái thẻ tăng sao không? Tiếc cái thẻ tăng sao không bạn ơi? Một con von cát này, một con von cát thôi, để cho thêm nó đi. Đã cần đồ cho thêm luôn này. Chậm 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 chậm. Không kịp không kịp không kịp đảo tướng không sao. Thêm này sẽ tanh được cho mình một lúc lâu này. Con thêm này bổ cũng đẹp này. Ok, ma lốc nhảy đẹp này. Cắt ấy được này. Thêm tanh được này. Yon còn một lần sống nữa anh em ơi. Không có thánh đồ thôi nhưng mà bà này chắc cũng đi thôi. Không sống được. Lò quá, lò quá. Ui. Ma lốc không có đồ gì nhỉ? Cầm một cái đồ đi. Ấy, con quỷ. Không sao lỡ anh em ơi. Vẫn có khả năng mơ ước anh em ơi, vẫn mơ ước được. Vẫn mơ ước được. Mình đang chờ con gì? Sao mình chưa ra con gì nhỉ? Sao nó như thế này rồi? Sao mình lại sao của đấy lên con von thai mình mới sống được. Bạn này có con von cát kia nhưng mà con cát này có sách thánh à? Khả năng là chúng ta lại phải chơi trò mới thôi. Dạ, phải đổi trò thôi anh em ơi. Dạ, để cho con này vào thôi. Mà lốc bà đồ. Chứ rồi bây giờ mà ra con đi đắc trước thì làm gì anh em? Bây giờ ra đi đắc thì anh em làm gì được? Mình không hiểu câu trả lời cho bây giờ nếu có đi đắc là làm gì đấy. Ê nhưng mà đến cái ngưỡng tầm này rồi mà không có hai con này ba vàng thì chết mất, trời ơi chết mất. Đi ấy tải đáng sao không có. Đừng ra đi rắc bộ. Ê, không ra cái gì. Sẽ không ra cái gì các bạn ơi. Đừng làm thế mà. Xong rồi mình phải cản con này. Truy hồn vào đây đúng không? Thẳng mặt luôn anh em ơi, không sợ. Không sợ ai hết, không có thương mà lại không có thương. Đã phải đá con này vào đây. Quy xuống đây. Rồng thổi chéo đúng không? Những con rồng thổi chéo góc bên kia nhá. Chéo góc này đi. Hết đứng vào đây. Ok chưa, con cát mình cầm thẳng mặt bên kia nhưng mà con mình có thánh đồ với cả con chi hồn. Yon mình bị ăn choáng này, hơi khổ này anh em ạ. Ôi chết rồi. Bây giờ con Yon quả đấy ăn quả choáng nó định mệnh quá. Ê đừng. Mà đi tìm Yon ba ba lúc ba và cái kết rồi. À, buồn quá trời ơi. Cái quyết định sai lầm nối tiếp sai lầm. Ôi tiếc quá, tiếc đứt ruột.
Má còn con thêm không cho vào được nữa. Rồi cho thêm vào cứu không nhỉ? Quả đấy mình định giữ con quy để mình lấy cái thánh đồ để mình giết con von cát. Xong rồi giết được con von cát đấy thì con von cát của mình nó sẽ sống. Cả cũng chả sống được lâu đâu. Ma lốc không lên được ba quả đấy, quả đấy ma lốc ba nhảy được. Quả đấy quyết đoán duy nhất chắc là bán thêm này. Bán con thêm hai à? Ai mà dám bán anh em. Bán con thêm này lên ma lốc ba. Xong rồi con Yon mình nó lại còn bị ăn ăn quả choáng của Lily nữa. Đen tận mạng. Đen có cái gì đen nữa rồi. Ôi, chơi game thì đen. Ok, bye bye anh em và... Thì mình lên đây rồi. Anh em thích thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những cái góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye anh em.